Em xin chào các bác, chào mừng các bác đã đến với kênh YouTube Thuy Nguyễn. Hôm nay trong clip này em xin giới thiệu đến các bác sản phẩm đồ bếp gia dụng hàng nội địa Nhật. Hiện tại thì trên clip này mình sẽ có dao làm bếp, dao thái thịt cá, rau củ quả và dao chặt. Dao làm bếp này thì em về tầm 100 cây nha. Còn dao chặt thì em chỉ có 2 cây thôi. Nếu mình sử dụng để chặt xương gà, xương heo, xương bò, thực phẩm cứng thì mình dùng dao chặt như vậy. Giá bán của dao này là 600.000, chuyển đủ em bao ship. Và đây là dao làm bếp của Nhật. Dao này chiều dài là 30 cm, bề bản chiều cao là 4 cm, bề dày là 3 ly nha, rất là dày nha. Dao cầm rất là chắc chắn, xịn. Mình dùng thái thịt, làm cá, cắt rau củ quả, làm bếp rất là vừa tay và êm. Hàng xịn chất lượng của Nhật. Giá bán của dao này là 350.000 một cây. Khi các bác mua một cây thì nhận hàng vui lòng thanh toán phí ship cho bưu điện giúp em. Mua từ 2 cây thì em bao ship tận nơi. Khi các bác nhận hàng không thanh toán thêm bất kỳ chi phí gì nữa. Mua từ 3 cây trở đi thì giá bán chỉ còn 300.000 trên mỗi cây và em vẫn bao ship cho mình. Các bác mua càng nhiều càng ngợi nên là mình có thể rủ những người thân của mình mua cùng để được bao ship và ngợi về giá. Dao thái này rất là bén, xài rất là êm nha, bằng thép không gỉ. Mình dùng một cây dao tốt á, mình sử dụng hàng ngày làm bếp rất là tiện lợi. Xài một cây dao mà mỏng yếu hay là nó lục á, rất là khó chịu. Dao này rất là xịn nha. Em về được cả 100 cây dao thái làm bếp như vậy. Còn đây là dao chặt, thì dao chặt này mình chặt những thực phẩm cứng. Chút xíu em sẽ làm một cái clip review về mình chặt những thực phẩm cứng như thế nào cho các bác tham khảo. Còn ở đây thì em sẽ có 3 cây dao như vậy. Cái dao này mình dùng cắt đồ đông lạnh, giả sử như thịt đông lạnh, cá đông lạnh mà cứng, cắt rất là ngọt, hoặc là sashimi, làm sushi, hoặc là mình cắt bánh kem đều được. Mình hoặc là mình mài lên bén, mình cắt cái gì cũng được hết nha. Đây là dao cũ đã qua sử dụng, còn trên này là dao mới nè. Dao này em đang bán với giá là 200.000 một cây, nhưng mà còn có 2 cây lớn, 1 cây nhỏ như vậy em thanh lý. Tổng cộng 3 cây này chỉ còn 250.000 trên 3 cây. Và bao ship luôn nha. Còn có 3 cây để hoài chặt kho lắm nên em thanh lý luôn 250 trên 3 cây và bao ship. Thay vì hồi xưa em bán 200.000 mà còn 3 cây để hoài. Đó, các bác về các bác sử dụng nha, rất là êm, dao dài lắm luôn. Tới 40 mấy cm à, luôn cán nha. Các bác mua hàng thì vui lòng liên hệ 0931008099 để em tư vấn và chốt hàng. Địa chỉ bên cửa hàng em là 24 Lý Thái Tổ, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện, chỉ cần cho địa chỉ là hàng ship tận nơi. Đây là hàng mới 100% cán gỗ, bề dày của nó lên tới 3 ly lận nha. Thép không gỉ rất là xịn, thái thực phẩm là khỏi chơi, rất là bén. Và dao chặt này cũng rất là dày dặn chất lượng. Dao chặt này xịn lắm nha. Bề dày của nó 4-5 ly luôn nè. Dày dữ lắm luôn. Em sẽ rút cái dao chặt ra cho mình xem nè. Hả? Các bác thấy không? Rồi bây giờ em xin kết thúc clip. Các bác có nhu cầu mua dao làm bếp, dao cắt thái rau củ quả hay là dao chặt, hay là cái combo khuyến mãi này, thì vui lòng liên hệ 0931 008 099 đem chốt hàng.